Từ khóa gồm có 9 ký tự. Nữ diễn viên nổi tiếng, một trong những nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90. Hết. Cái này là nữ diễn viên coi như là nổi tiếng ở thập niên 90 là cũng khá là lớn tuổi rồi. Mà thường người nghệ sĩ lớn thì họ sẽ có những cái chức danh của họ. Không phải Diễm My. Thời gian đang trôi qua. Dân. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta đã có dữ liệu đầu tiên, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Hãy đến với câu thứ hai. Từ khóa này gồm có 14 ký tự. Năm 2031, chính phủ Australia dự kiến sẽ chính thức ra mắt sản phẩm công nghệ y tế đột phá gì? Hết. Trời ơi, đây là một cái bộ phận cơ thể. Bộ phận cơ thể. Trong bộ phận cơ thể của mình mà chính con người của Australia tạo ra. Dân. Trái tim nhân tạo. Trái tim nhân tạo, đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Chúc mừng. Một bộ phận trên cơ thể mà là con người làm ra thì có thể là nhân tạo thôi. Và tới năm 2031, một dự án của tương lai, hy vọng rằng là cái dự án này sẽ tạo nên một cái đột phá chấn động cho y tế, chấn động thật sự luôn á. Và bây giờ hãy đến với câu thứ ba. Từ khóa này gồm có 10 ký tự. Một bài hát của ca sĩ Khởi My. Tên bài hát nói đến một người mà đa số các cặp đôi đang yêu không thích gặp lại. Hết. Cái bài này quá nổi tiếng Khởi My luôn. Dân. Người yêu cũ. Chính xác, người yêu cũ. Yeah. Chúng ta chinh phục được 3 câu rồi. Hãy đến với câu thứ tư. Từ khóa gồm có 10 ký tự. Người có trình độ chuyên môn về y khoa, chuyên điều trị về sức khỏe thần kinh. Hết. Trời ơi, sức khỏe thần kinh, có chuyên môn về y khoa thì gọi là cái gì? Thần kinh. Người ta dân. Bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, đó là một đáp án chính xác. Hay quá. Tính ra bộ câu hỏi ở vòng đặc biệt này không làm khó hai người chơi của chúng ta nha. Bây giờ hãy cùng nhau nhìn lại những đáp án để có thể tạo nên cái đáp án cuối cùng ở câu số 5 này. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà sẽ liên quan gì đến trái tim nhân tạo? Kết nối như thế nào đến người yêu cũ? Và bác sĩ tâm lý làm cái gì ở đây? Chúng ta hãy tự đặt ra những cái mối liên kết. Bác sĩ tâm lý tạo lên trái tim nhân tạo. Với 4 đáp án vừa rồi, mình khoanh được cái lĩnh vực nào liên quan đến 4 đáp án đó không ạ? Từ, nó có len lỏi một chút xíu rồi nè. Dạ nha. Là thật sự len, thật sự lỏi khúc nào chưa? có một cái lóe nhẹ. Lóe nhẹ. Bây giờ cho lóe nhiều hơn nha. Dạ. Hy vọng là đọc xong câu hỏi, cái lóe đó sẽ sáng hơn nữa. Câu hỏi thứ 5 như sau. Từ khóa gồm có 32 ký tự. Bộ phim truyền hình do diễn viên Hồng Diễm thủ vai phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam năm 2024. Hết. Hồng Diễm. Trong nguyên một cái cụm từ này chắc chắn sẽ bao gồm luôn Hương Ngày Nắng. Ở trên là nguyên một cái cụm từ. Cái gì ta? Thời gian đang trôi qua. Màu nè, thời gian này là màu để chắc chắn. Mình đang nói là bộ phim truyền hình. Màu cho trái tim cái gì đây nè? Cái gì? Cái này là trái tim phía sau rồi đây nè. Dừng đi. Nói luôn. Trái tim. Cái gì? Chạm cơ hội trái tim mà ở trên là Bộ phim truyền hình. Bộ phim truyền hình chạm cơ hội trái tim. Đó là một đáp án chính xác. Bộ phim đang đóng luôn. Chạm cơ hội trái tim. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lượt lại những thông tin của 4 câu hỏi trước. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà có tham gia bộ phim này? Dạ có. Với vai gì? Vai bà Lan ạ. Bà Lan, chính xác, vai bà Lan. Trái tim nhân tạo? Dạ có luôn. Có luôn, trong một phim có đề cập về trái tim nhân tạo. Còn người yêu cũ thì sao? Dạ có luôn ạ. Trong bộ phim có đề cập đến cái mối tình tay ba, có sự hiện diện của người yêu cũ quay trở về. Quay trở lại và giải cứu trái tim. Giải cứu trái tim.